Sự kiện này không chỉ là dịp kỷ niệm 18 năm thành lập của câu lạc bộ DNSC mà còn là cơ hội để lan tỏa đam mê và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho các thế hệ tương lai, là dịp gắn kết tình thân giữa các hội viên sau nhiều năm gắn bó cùng câu lạc bộ. Ông Võ Quang Cảnh chủ tịch câu lạc bộ DNSC phát biểu khai mạc sự kiện. Các thành viên ban chấp hành, ban tổ chức cùng nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng câu lạc bộ thành mái nhà chung cho giới doanh nhân khai mạc sự kiện là ngày hội kết nối giao thương với sự tham gia của gần 100 gian hàng đại diện cho nhiều ngành nghề, các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối với những khách hàng tiềm năng thông qua giao lưu trực tiếp và livestream cùng ban lãnh đạo của câu lạc bộ DNSC. Ngày hội đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nhân, cho các hội viên câu lạc bộ DNSC. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba từ trái sang, cùng ban chấp hành câu lạc bộ DNSC, Ban tổ chức chương trình và nhà tài trợ nâng ly khai mạc, ban lãnh đạo câu lạc bộ DNSC thăm và giới thiệu sản phẩm các doanh nghiệp tham gia chương trình qua livestream. Bên cạnh đó, câu lạc bộ DNSC đã tổ chức lễ kết nạp thêm 36 hội viên mới, cho thấy lòng yêu mến và sự tin tưởng của các doanh nhân đối với sứ mệnh và giá trị mà câu lạc bộ đã mang lại. Đặc biệt, chương trình giao lưu âm nhạc khúc giao mùa diễn ra vào lúc 16 giờ 18 giờ đã mang lại cho các hội viên câu lạc bộ một không gian âm nhạc tuyệt vời bên những ly rượu vang và giai điệu trẻ trung, sôi động, đầy màu sắc. Gala Dinner người truyền lửa 2023 tuổi 18 thành công rực rỡ bởi sự góp mặt của các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đến từ các giọng ca của các thành viên câu lạc bộ trực thuộc, ban chuyên đề và các ca sĩ doanh nhân, ban chấp hành câu lạc bộ DNSC.